Như các bạn cũng đã biết thì King Coin Exchange đang là một meme coin đang cực kỳ FOMO và sắp mở bán trong khoảng thời gian gần đây. Giới thiệu đến với các bạn chương trình mở bán resale của King Coin Exchange ha. Địa chỉ mở bán resale thì ở đây là cái địa chỉ contract của dự án ha. Thì cái địa chỉ contract này khi mà được mở bán trên các sàn thì các bạn có thể dùng cái contract này để các bạn search ra cái token và các bạn hold ha. Ở đây là một số cái thông tin về cái vòng mở bán resale. Thứ nhất là cái thời gian mở bán. Thời gian mở bán thì sẽ được bắt đầu vào ngày 14 tháng 9, tức là chúng ta vẫn còn hơn một ngày để chúng ta tham gia vào cái chương trình này ha. Cụ thể là 18 giờ ngày 14 tháng 9 thì nó sẽ mở bán cái vòng resale này ha. Short cap là 100 BNB. Tức là khi mà nó huy động đủ 100 BNB thì nó sẽ mở bán. Cái hình thức mở bán fail launch pad, tức là các bạn không cần phải trúng quỹ valid nhưng mà các bạn vẫn có thể mua được cái token này ha. Số lượng mua trên mỗi ví thì khi mà hết cái thời gian đếm ngược này nó sẽ thông báo. Các bạn muốn mua được cái vòng resale thì các bạn phải có BNB trong ví ha. Cái thời gian kết thúc là vào ngày 17, là các bạn vẫn còn 3 ngày kể từ ngày mở bán ha, để các bạn tranh thủ cái ngân sách để các bạn có thể mua sớm cái vòng resale. Thì thông tin về token của King Coin Exchange với cái mã token là KCC. Cái số lượng resale bán ra là 36%, tương ứng với là 360 triệu token. Thời gian mở bán thì nó duy trì trong vòng 3 ngày ha. Đó. Số lượng mua tối thiểu và tối đa thì nó sẽ công bố sau, nhưng mà thông thường thì nó đâu đó tối thiểu các bạn có thể mua đâu đó khoảng tầm từ 0.1 cho đến 0.2 BNB gì đó. Và số lượng tối đa thì nó cũng giới hạn cho mỗi ví ha. Đấy, đó là một số cái thông tin mà mình muốn chia sẻ với các bạn, cách để các bạn có thể tham gia vào cái chương trình mua sớm cái dự án là King Coin Exchange để giá tốt nhất. Một số cái chương trình mà King Coin Exchange đang triển khai như là booking trên một số cái bài báo lớn như là Yahoo Finance, Yahoo News, rồi BC News các kiểu ha. Và một số cái chương trình MA với một số cái group lớn về crypto như là CoinTalk nè, Venom Coin nè, Sapphire Coin nè, Home Game các kiểu ha. Đó là những cái chương trình mà King Coin đang triển khai và đang FOMO cho dự án này.